Tiếp tục luôn với một ca khúc của giải hát hay, một ca khúc rất là hay. Xin chào các bạn, mình là thầy Phong Hay Nóng. Cứ quên hoài cái giới thiệu đầu tiên, cái xin chào. Rồi, sau đây có bạn nói là hôm bữa mình cover ca khúc Hết Thương Càng Nhớ, xong rồi các bạn nói là sao thầy hướng dẫn cover bài này luôn đi, dạy hát bài này luôn đi, bài này hát hay giống như ca sĩ. Ok, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hát ca khúc Hết Thương Càng Nhớ đúng theo tiêu chuẩn của ca sĩ. Ok, rồi các bạn tập được hay không là các bạn phải do nỗ lực nha, chứ không phải là dạy là chuyện của thầy, mà còn hát được hay không là chuyện của trò, phải nỗ lực nữa, phải cố gắng lắm chứ không chỉ là một phần thôi. Ok, rồi vô nè. Rồi, ca khúc Hết Thương Càng Nhớ của Đức Phúc. Lại một sáng tác không biết luôn. Sáng tác của mình cho vài phút đi, không sao đâu ha. Làm gì làm chứ. Vương Anh Tú ha. Vương Anh Tú, lại một sáng tác rất hay của Vương Anh Tú, ca khúc Hết Thương Càng Nhớ. Xin mọi người được phép vào vô luôn. Tông là tông Si Giáng Thứ. Si Giáng Thứ có thể đọc là Lá Thăng Thứ. Ok, tùy anh em nào muốn. Rồi, tông này đánh sao ta? Vô. Em mà anh đã biết là tình yêu này chẳng cần thiết. Em cần nơi bình yên chứ không phải anh ở bên kế bên kế bên. Em đừng giữ lại anh khi trái tim vụn vỡ chưa lành. Điều ban nãy anh vừa thấy là gì đây? Rất là dễ dàng đúng không? Tiếp luôn. Em đã vờ ghi khôn ai cận kề bên tai, tựa đầu lên vai. Thấy em đang đắm say, chắc em chẳng hay đôi mình chưa chia tay. Đôi khi tình yêu sẽ hoa nhạt nhòa khi vô tình một trong hai cuốn lấy sai trái đến khi vỡ lỡ. Chẳng cần một ai nữa, bất kể ai cũng dư thừa. Một mình đường không giữa mưa, ném cơn đau vào từng hơi thở. Một người mình chẳng nhớ, nhưng lại quay bước ra vờ, bảo rằng mình cũng như em, hết thương cạn nhớ. Sự thật là chỉ một nơi. Ok, rất là hay luôn các bạn ơi. Bài này giai điệu đi quá dễ nhớ, quá dễ lưu luyến, mà cái ý nghĩa trong cái bài hát đó cũng rất là hay. Bài này càng hát càng sướng. Thích quá. Được hát cái bài mình thích là một điều tuyệt vời. Không cần, mình không có cần phải đòi hỏi gì thêm nữa. Còn cái chuyện mà thêm nữa là do cái việc là tài năng, năng lực và cái sự nỗ lực của mình thôi. Được hát mình thích là mình luôn. Ok ha, và hôm nay chúng ta sẽ hát khúc mình thích. Ok, Hết Thương Càng Nhớ. Rồi, em vẫn như vậy, các bạn phải sử dụng được những cái kỹ thuật cơ bản của thanh nhạc. Đó là chest voice, mid voice, head voice, falsetto, hơi thở, khoảng vang đó. Cơ bản thôi, mấy cái đó tập cũng không có khó đâu. Tập chuyện buổi hai buổi là có cảm giác. Còn lại là mình sẽ tập dần 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 để nó quen dần. Chứ tập lần một là buổi hai buổi chút xíu là có cảm giác liền à. Vậy là muốn tập những kỹ thuật đó thì các bạn cứ đăng ký kênh của mình nha. Nếu các bạn chưa đăng ký, hoặc là những các bạn đã đăng ký rồi, thì các bạn đăng ký rồi thì cứ tập luyện tiếp. Còn các bạn chưa đăng ký thì hãy đăng ký và cùng nhau và chia sẻ video này đối với mọi người. Và để mọi người có thể hát được hai ca khúc Hết Thương Càng Nhớ, bài hát của mình thích. Còn lại thì vô tập đi, nó nhiều quá. Mid voice em, chest voice em, nó dày hơn đúng không? Em và falsetto em, kết hợp cả ba và tâm sự.
Phải có cảm xúc trong đó. Em à anh đã biết, em à anh đã biết. Oh, nghe buồn ha. Em à anh đã biết là tình yêu này chẳng cần thiết. Em cần ai bình yên chứ không phải anh kế bên. Phải như vậy, phải buồn như vậy. Lấy cảm xúc nha. Em đừng giữ lại anh khi trái tim vụn vỡ chưa lành. Điều ban nãy anh vừa thấy là gì đây? Điều ban nãy anh vừa thấy là gì đây? Cảm giác rất là chất thơ. Các bạn có cảm nhận được cái cảm giác không? Đó là cảm giác của sự hơi thở, nức nở, hô hấp, thở không nổi luôn. Nhưng mà cũng phải gán thở để hát cho nó hay ha. Vô. Em đã vừa ghi hôn ai cận kề bên tai tựa đầu lên vai. Cái cảnh nó rất là buồn. Người yêu của mình. Em đã vừa ghi hôn ai cận kề bên tai tựa đầu lên vai. Thấy em đang đắm say, chắc em chẳng hay đôi mình chưa chia tay. Đôi khi tình yêu sẽ hoa nhạt nhòa khi vô tình một trong hai cuốn lấy sai trái đến khi vỡ lỡ cả hai hủy hoại tương lai. Nghe nó hơi rên rên, nó hơi buồn buồn chút xíu. Đúng rồi, hát là phải có buồn. Nó đẹp cái lời tự sự của một chàng trai khi thấy được cái cảnh người yêu mình đang trong tay và ôm hôn người khác, tức tối và khóc. Chẳng cần một ai nữa, bất kể ai cũng dư thừa. Một mình đừng khóc giữa mưa, nén cơn đau vào từng hơi thở. Một người mình chẳng ngưng nhớ, nhưng lại quay bước xa phờ. Bảo rằng mình cũng như em, hết thương cạn nhớ. Chuyện tình buồn quá. Ok, choáng luôn á, buồn á, chóng mặt luôn. Chẳng cần một ai nữa, bất kể ai cũng dư thừa. Cái phần này bạn có thể hát theo cái kiểu này, cái chữ cũng á, có thể hát gió và cũng có thể hát giọng thật, giọng chết nhiều căng ha. Chẳng cần một ai nữa thì khúc này là bạn nữa hay là nữa cũng được, nhưng mà đưa cổ rồi thì nó không có hay, mà hạ miếng tiếng hàm xuống. Chẳng cần một ai nữa, nữa, nữa. Chẳng cần một ai nữa. Một, phải miss voice nha, bắt buộc phải làm miss voice được. Nữa. Nó có rung lên trên phần khoang mặt của mình, âm thanh nó giỏi. Khinh, 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 khinh. Chẳng cần một ai nữa, nữa. Và mở khẩu hình. Nữa. Rồi, chữ cũng nè. Có thể là gió. Bất kể, bất kể, biết thôi luôn. Bất kể ai cũng dương cũng. Đó là kỹ thuật falsetto, giọng gió. Nhưng mà có thể là mình lên hét luôn, mình lên thẳng luôn, miss luôn. Chết hét gì đó. Miss luôn. Bất kể ai cũng dư thừa, bất kể ai cũng dư thừa. Nó có sự đau đớn của mọi người nó khác nhau, cái cảm xúc của mọi người nó khác nhau, nên mọi người cứ hát thoải mái. Mình như vậy thì mình mới khác biệt, mình mới khác với cái bản của Đức Phúc, mình mới khác với bạn này, khác với bạn kia, thì cái giọng hát của mình nó mới có cái chỗ đứng ở trong lòng của người người nghe. Và chính bản thân mình cũng cách thích mình được là chính mình. Ca sĩ phải là được là chính mình mới là cái quan trọng nhất nha các bạn. Vậy thì mình cứ hát theo cảm mái đi. Nhưng mà kỹ thuật thanh nhạc đó, khoảng vang nè, mid voice lúc nào cũng 24/7, 27/4. Rồi tất cả là cảm xúc và những kỹ thuật kết hợp để tạo nên một cái giọng hát nó tình cảm và nó cân bằng nhất, nó cân bằng. Rồi lại một lần nữa nha. Chẳng cần một ai nữa, bất kể ai cũng dư thừa. Một mình đừng khóc giữa mưa,
nén cơn đau vào từng hơi thở. Một người mình chẳng nhớ, nhưng lại quay bước xa vờ, bảo rằng mình cũng như em, hết thương cạn nhớ. Sự thật là chỉ mỗi ngày rồi. Ok, quay lại cũng như vậy luôn. À, có cái đoạn hát là vì lỡ với em, vì lỡ thấy em với người ta. Ok, vô nha. Vì lỡ thấy em với người ta, sao mà lại dễ quên em mà. Khúc đó nó khó vô nhịp đúng không? Mình hát rồi mình cũng lộn đó. Vì lỡ thấy em với người ta, sao mà lại sẽ quên em mà, với tất cả gì đang xảy ra. Chỉ còn là nhân duyên, nên lòng vẫn quyến luyến. Mai chia cách, muốn cùng chẳng thấy mong. Lúc nào cũng buồn hết, lúc nào cũng nhớ là buồn quá thì nó cảm giác là nó sẽ vô được cái cảm xúc bài. Vì lỡ thấy em với người, vì lỡ mà quên đặt chết vôi gớt cổ nữa. Vì lỡ thấy em với người ta, vì lỡ thấy em với người ta, sao mà lại dễ quên em mà, với tất cả gì đang xảy ra. Chữ bước nha, quay bước ra vờ. Nếu bạn không hát gió cái này thì cảm giác nó sẽ không bị đau đớn lắm đâu. Tức là cố hát theo kiểu mid, nhưng lại quay bước ra vờ thì nó sẽ không đau bằng quay bước ra vờ, giống như cái sự nức nở, cái sự khóc vậy đó. Ok, nhưng lại quay bước ra vờ, bảo rằng mình cũng như em, hết thương cạn nhớ. Chỉ một người giữa tôi, một người buồn. Ok, vậy là đã xong rồi, ca khúc Hết Thương Cạn Nhớ. Các bạn có những thắc mắc nào, những câu hỏi nào về kỹ thuật thanh nhạc hoặc chưa làm được gì thì các bạn cứ comment và đặt câu hỏi cho mình. Ở bên dưới phần mô tả thì mình có cái link Facebook, Facebook của mình á, phần mô tả đó, thì các bạn sẽ bấm vào bên dưới và vào Facebook. Và nếu như các bạn muốn hỏi trực tiếp mình về giọng hát của các bạn thì các bạn gửi kèm theo cái video mà các bạn thu âm nha. Các bạn thu âm và các bạn quay thu âm, nhớ có nhạc nha, đừng gửi không nhạc. Ok, rồi mình sẽ kiểm tra giọng và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, mình sẽ chỉ ra những chỗ nào còn dư, chỗ nào còn thiếu để các bạn có thể tiếp tục tập luyện và phát triển giọng hát của mình, hoặc đơn giản là hát hay ca khúc Hết Thương Cạn Nhớ, một sáng tác của Vương Anh Tú và trình bày Đức Phúc. Xin chào và hẹn gặp lại với những video tiếp theo. Bye bye, cảm ơn các bạn đã xem video.